Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Thì hôm nay bên cửa hàng em đã túc tắc được những cái lô hàng về để giới thiệu với các bác rồi. Thì cũng vừa mới đi đón về thôi, em bóc ra là em giới thiệu luôn với các bác một mẫu đẩy Angel. Dòng đẩy này phải nói là về cái hình thức bên ngoài thì mới nhìn sơ qua thôi cũng rất là bắt mắt, rất là đẹp rồi. Ở đây thì có hai model, đấy là LA800 và LA600. Dòng main công suất với mức công suất là 600W một kênh và loại 800W một kênh. Cái dòng mạch này các bác sử dụng phải nói là rất là bền và âm thanh nó cực kỳ hay luôn các bác. Đấy, âm thanh nó quá chi là hay, phải nói là độ bền nó cũng rất là cao. Gần như là rất rất ít khi nó hỏng nha. Nói chung là nó có hỏng thì sửa cũng rất là đơn giản. Đấy. Để em nói đánh giá về cái độ bền và cái hình thức của con đẩy này thì nó là số 1 luôn rồi. Đấy. Phải nói là số 1 luôn rồi. Đấy, về hình thức bên ngoài thì họ thiết kế những cái đường phanh nhôm rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn, tinh tế. Thiết kế rất là tinh tế luôn. Và bên bên hông đây là một chiếc màn hình hiển thị volume, nhiệt độ. Rất là hay. Cái màn hình hiển thị này thì nó hiển thị lên những cái mức nhiệt độ ở trong con đẩy này nó hoạt động, kèm theo đó nữa là cái mức giới hạn volume của mình mà mình đang đặt nó có cân bằng giữa hai vế hay không. Cái đấy là một điều cũng rất là hay. Thì bây giờ em bật lên cho các bác xem trước đi các đã nhá. Đấy. Đấy, khởi động lên đấy. Và bây giờ thì đấy, nó đóng le rồi, nó đóng le rồi. Ở đây thì nó đang báo nhiệt độ là 23 độ và volume là đang là 0. Em vặn cái volume kênh A này lên. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, em vặn lên là nó lên 34 này, đấy, giảm này. Đấy. Cái này là mình để cân bằng âm thanh nó rất là chuẩn luôn nhỉ. Đấy, mình muốn để số mấy thì mình để tương đối chỉ là chuẩn đấy, phải không ạ? Đấy. Thì hình thức như thế này. Mình để ở trong gia đình, dùng gia đình thì quá tuyệt vời rồi. Để lên những chiếc kệ. Hàng này thì chưa có vệ sinh nhưng mà vẫn đang rất là đẹp. Đấy, phải nói là rất là đẹp. Và thiết kế ở bên trong. Ở bên ngoài thì nó có cả hai tai sách này. Thì các bác có thể là nếu như bỏ tủ, bỏ kệ nó thừa một chút thì mình tháo cái tai này ra. Mình sách ở đây vẫn ok. Đấy, chiều sâu thì nó cũng quá là tuyệt vời. Khoảng tầm, chắc nó cũng phải tầm 40 phân hoặc 37, 38 phân gì đấy. Đấy. Sản xuất tháng 4 năm 2016. Đấy, KV6 600W một kênh. Đấy, có cái mã dưới ấy, mã 800 thì biến áp nó to hơn cái mã này rất là nhiều. Biến áp nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Ở đây thì phần đây là phần công suất. Phần công suất thì các bác nhìn thấy những linh kiện họ rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thiết kế bên ngoài thì hình thức khá là đẹp và bên trong linh kiện cũng rất là chất. Chạy tất cả bằng sò NJW. Đấy, các bác nhìn thấy hệ thống sò rất là dày đặc. Dạng mạch class H. Sử dụng mỗi bên một bo này. Một bo này là bo xử lý tín hiệu với những IC khuếch đại thuật toán. Đấy, dạng 5534 IC đời cao. Và nó ở đây nó có kèm theo cái cặp IC đấy là 128MKX. Đấy, con IC này nó xử lý âm thanh hay hơn những cái dòng IC thông thường rất là nhiều. Cho nên các bác mua những con đẩy như thế này, âm thanh em cam kết với các bác là rất là hay. Đấy, phải nói là rất rất chi là hay. Với những thiết kế kết nối rất là chuyên nghiệp bằng những cái sợi dây rắc này, các bác có thể là xử lý rất là đơn giản khi tháo lắp hoặc là vệ sinh. Đấy, mình có thể là bóc rời ra từng mảnh linh kiện một. Thì các bác có thể nó bằng lẫy này để ôm lại này thì nó sẽ rất là dễ dàng. Đấy. Rất là dễ dàng để mà vệ sinh. Ở đây thì nó dạng tụ nối tiếp, nó chạy mỗi con tụ là 80V. Đấy, đấu nối tiếp thành 160. Hệ thống gele bảo vệ đầu nguồn cũng như là hệ thống làm mềm nguồn cấp trước. Đấy, đảm bảo ổn định và chống sốc cho điện áp vào đột ngột cho cục biến áp này. Đấy. Cái thông thường là những cái điện lưới của mình nó có những cái vùng miền, những nơi điện áp nó không ổn định, lúc lên lúc xuống thì cái hệ thống làm mềm cái nguồn cấp này nó rất là quan trọng, nó xử lý nó rất là quan trọng luôn. Đấy, nó không gây cho cái biến áp của các bác là hay bị điện đột ngột và nó cháy.
kể cả những cái công tắc của nó cũng rất là xịn sò luôn các bác ạ. Phải nói là xịn sò đẳng cấp luôn nhỉ. Đấy. Đấy, hai bên lớp công suất thì làm hai lớp sò giống nhau luôn. Và cũng những cái bo xử lý như thế này. Sử dụng những IC khuếch đại thuật toán rất là chi tiết và âm thanh rất là sắc nét rõ ràng, rất là hay. Hàng này thì tất cả thông số kỹ thuật, ngày tháng sản xuất, tem mác là rất là chi tiết, đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Đấy. Về linh kiện thì đang còn rất là sáng, đẹp. Về những cái dấu mũi hàn rất là sắc nét. Đấy, rất là gọn gàng, không lem luốc, không cầu thả. Cảm giác là nhìn nó rất là chất, nó rất là xịn. Đấy, mua những cái loại đấy này thì các bác yên tâm. Dùng là rất hiếm khi mà nó hỏng luôn. Dùng nói chung là độ bền nó cao. Độ bền, để nói độ bền thì nó rất là cao. Và em bán hàng cho các bác thì em vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nha. Sau thời gian bảo hành nếu có trục trặc thì có cần sự hỗ trợ về sửa chữa kỹ thuật thì các bác cứ alo liên hệ gửi cho em hỗ trợ các bác. Và sau khi em giới thiệu chi tiết sản phẩm này thì em sẽ báo giá cho các bác luôn nha. Hàng rất là đẹp. Đây nữa, về cái phần chiết áp volume này, volume chiết áp tăng chỉnh này, nó là dạng hai lớp quét, cho nên về cái độ truyền dẫn và cái độ bền của nó cũng cực kỳ cao. Đấy, cực kỳ bền. Đấy, đây là cái hệ thống IC báo nhiệt cũng như là hiển thị số, nó nằm ở đây. Đấy, các bác thấy còn đẩy quá chi tiết đúng không ạ? Hai quạt làm mát nhá. Đấy, hai quạt làm mát. Về nó là hai quạt làm mát, một quạt hút, một quạt đẩy. Thương hiệu Enro của Anh Quốc. Đấy. Về phía sau thì em sẽ quay cho các bác luôn để các bác xem. Ý, nó hơi nặng bên đây một chút. Cái này thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ hết sức có thể để cho các bác có những con đẩy đẹp mắt, sạch sẽ để các bác dùng. Đấy. Ở đây về phía sau thì dây nguồn liền thì dùng sử dụng nó cũng rất là ổn định. Đấy, tem QC ở đây các bác nhá. Thì họ dán vào đây thì mình bóc ra thì nó phải rách rồi. Đấy. Và đây tất cả những cái các bác nhìn thấy chữ số nó đánh rất là rõ ràng, cảnh báo hay là cách đấu nối, cách link, cách gạt như thế nào đây nó ghi rất là rõ ràng luôn đấy. Điện áp cao. Khu vực điện áp cao này, đấy. Và đây là cái cầu chì đầu nguồn. Đấy. Ở đây nó có ký hiệu này, âm dương nó ra loa này, nó vẽ hình cái loa này cộng trừ này. Và đánh chập kênh này các bác ghim đỏ với đỏ này, đấy. Đấy, nó chế độ braille này các bác ghim đỏ với đỏ này, đấy, nó ký hiệu rất là rõ ràng nhá, cho mình những cái người mà thực sự ra không nắm bắt được cái lý thuyết nhiều lắm thì người ta nhìn sơ qua đây người ta vẫn có thể là biết được một đôi chút phần nào. Cái dạng này là lít GND này là cái dạng gạt tiếp mát ra vỏ thôi, cái này không quan trọng. Ở đây thì nó có chế độ nó viết tắt, chế độ Sister là ở trên này, em đang để Sister này. Chế độ ở dưới là chế độ đánh Parinel là link tín hiệu, chỉ cần cắm một đường cắm vào thì các bác sẽ link được sang cả hai. Và ở dưới cùng đây, gạt xuống dưới cùng đây là các bác đánh chập kênh. Còn đẩy 600W này chập kênh thì nó sẽ lên là 1200W, 8 ohm. Và cái công suất của nó ở cái ngưỡng 8 ohm là 600W và ngưỡng 4 ohm một kênh là 950W các bác nhé. Đấy, các bác đánh đôi 40, đôi 30 cũng rất là ok nếu dùng gia đình. Đấy, thì nếu các bác có nhu cầu dùng cái mã lớn hơn, dùng cái mã 800W kia thì tùy theo nhu cầu của các bác. Đấy, lỗ cắm tín hiệu này, đây là jack cắm tín hiệu này, link tín hiệu này. Đấy, đây nó ký hiệu này, các bác link ở đâu cũng được, link ở đây cũng được, mà link ở đây cũng được. Ở đây nó đánh hơi ngược một chút là input nó nằm ở cái jack này. Đấy, thường thường là những cái input là nó nằm ở cái jack này, jack được này. Đấy, còn bình thường ra là cái link là nút này, nhưng cái con này nó lại dùng ngược lại, không chả sao cả. Và các bác cắm ở đâu thì nó cũng là tín hiệu thông bằng đường truyền thông, nên là không có gì cả. Đấy, về cái phần mà ở đây thì nó viết chữ tiếng Anh thì em cũng không có rõ lắm, cũng không lý giải được cho các bác. Nói chung là các cái thông số rồi cái hiệu cảnh báo thôi, không quan trọng. Ở đây các bác nhìn thấy tem cái này nó giống như cái mã thẻ cào, in được trên cái phíp giấy bóng rất là đẹp. Đây là cái mã số và cái
ngày tháng sản xuất cũng như là mã seri của sản phẩm. Đấy, cái sản xuất năm 2016. Đấy, còn những cái con số thu đuôi cái đấy là nó có thể là mã số của sản phẩm. Đấy, thứ tự của sản phẩm. Đấy. Rất là chi tiết, rất là đầy đủ các bác nhá. Và linh kiện bo mạch sạch sẽ đẹp, rất là chất lượng luôn. Đấy, các bác nhìn những con tụ, tụ của Ford này thì tụ rất là tốt rồi. Đấy, thứ nhất là độ bền của cái dòng tụ này nó cũng rất là cao. Nó là tụ chuẩn cho nên là cái áp của nó cũng rất là đảm bảo để mà mình dùng dùng cho cái phần khuếch đại công suất phía sau này. Đấy. Một và bây giờ thì cái báo giá cho các bác cái sản phẩm 600W này. Cái sản phẩm 600W này là 4.200.000 đồng nhá các bác nhá. 4.200.000 đồng với cái mã LA600 và 4.900.000 đồng với cái mã LA800. 4.900.000 đồng với mã LA800. 4.200.000 đồng với mã LA600. Đấy, các bác có nhu cầu đặt hàng thì em sẽ ghi số điện thoại ở phía tiêu đề bài ấy, thì các bác có thể liên hệ cho em qua số 0969800985. Xem video thì nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tất cả các bác.